nước, bị tan nát trong tay cầu nổ, diệt diệt tình đất nước. Dạ, TV256 xin mến chào quý anh chị em. Chào quý anh chị em à. Chào, mến chào quý anh chị em. Mở
đạo anh hùng vẫn đổ trên quê hương. Vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn. Bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mai đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt với phong trần đấu tranh, gương anh hùng đôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muốn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ông sơn hà, ta theo hương và theo cờ vì nước chào anh em nha. Cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ. Chút xíu nữa mình bàn về cái vấn đề biểu tình nha. Đây là lần thứ hai mà TV 256 dùng cái online đó, online camera đó. Thành ra quý anh chị em thông cảm cho cái vấn đề mà hình ảnh đó, thành ra không có được rõ ràng. Trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn. Bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mai đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quyết phong sơn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta dân Việt muốn đời, tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ông sơn hà, ta theo gương và theo cờ vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dân tràn, muôn triệu người vùng đứng lên. Ta dân Việt quyết phong sơn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muốn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Dạ, TV 256 xin mến chào quý anh chị em. Dạ, bây giờ chúng ta có 5 người thì chúng ta có thể... xin lỗi, nói về cái vấn đề biểu tình đó thì TV muốn chia sẻ với anh quý anh chị em đó là đây là cái quyền biểu tình nó được nằm ở trong hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nó nằm ở cái điều 25 cái quyền biểu tình. Nhưng mà quý anh chị em nên nhớ đó, trong cái quyền biểu tình này đó, nó tụi Việt Cộng rất là lưu manh, nó để một cái câu đó là phải qua cái quy định của pháp luật. Nhưng mà mình đó, nếu mà mình dùng cái bản hiến pháp đó để mà mình đối chọi với nó đó, thì mình hãy đọc cái bản hiến pháp
hãy đọc, quý anh chị có thể mà vào trong Google search cái bản hiến pháp, và các quý anh chị đọc lại dùm cho TV 256 là cái điều 119 của bản hiến pháp. 119 của bản hiến pháp đó là nó nói rằng đó là tất cả mọi cái văn bản của pháp luật á đều là không có giá trị. Cái bản hiến pháp là cao nhất, tất cả các văn bản pháp luật khác đều không có giá trị bằng cái bản hiến pháp. Đó là cái điều 119. Và khi mình biết đó là cái điều 119 đó, là nó nói cái bản hiến pháp là cái điều căn bản nhất, không có cái, không có một điều luật nào mà đứng trên hiến pháp được. Thành ra tất cả những cái gọi là theo cái quy định của hiến pháp á, là sai hết, là những cái đó nó không cần thiết. Sự thật á, nó là cái quyền, cái quyền làm sao mình quy định được? Chẳng lẽ mình quy định biểu tình là phải đi hàng hai, hàng ba, hay là biểu tình là phải mang theo trống, hay là phải có kèn? Thành ra nó hoàn toàn là nó không có một cái quy định nào được hết. Mà khi nó không có quy định được á, thì nó cứ khuất hẹn dần dần. Cái năm này qua tháng nọ, nó nói nó sẽ có luật biểu tình, nhưng mà rốt cuộc không có ai soạn được luật biểu tình hết á. Nó là cái quyền, thành ra là anh không thể nào mà anh có khả năng mà anh soạn được. Nó có thể nó soạn được đó là thí dụ mình khi đi biểu tình mình đừng có làm tắc nghẽn lưu thông thôi, chứ ngoài ra nó đâu có làm cái gì được đâu. Nó đâu có soạn mà phải là cấm mình là phải cấm mình dùng trống, cấm mình dùng loa, hay là nó không thể nào mà nó có nó soạn ra được cái luật đó. Thành ra nó cứ thầm cái câu đó là theo quy định của pháp luật. Mà đến giờ này từ cái bản hiến pháp mình, chúng ta biết đó là bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi mà cái bản hiến pháp đó cũng không có cái bộ luật quy định nào về cái quyền biểu tình hết. Thành ra rốt cuộc chúng ta không có được quyền biểu tình tại vì nó chưa có quy định. Nhưng mà chúng ta khi mà đối đầu với công an thì chúng ta vẫn nêu lên cái một điều 119 của bản hiến pháp. Cái điều 119 của bản hiến pháp rất là quan trọng. Thành ra TV muốn chia sẻ cái điểm đó đó. Cái điều 119 đó nó nói rằng là hiến pháp là bộ luật căn bản nhất. Bộ luật căn bản nhất thì làm sao mà anh có thể mà anh lấy cái quy định để mà thay thế cái bản hiến pháp được. Giờ này không thấy đông người nữa hả? Dạ, xin quý anh chị em có cái câu hỏi thì cứ việc đưa lên đánh tách chat cho TV 256 nha. Bất cứ câu hỏi nào cứ đánh tách chat về cái quyền biểu tình. Thì bữa nay mình có cái đề tài về cái quyền biểu tình thôi. Và bất cứ anh chị em nào đó có những cái thắc mắc hoặc là có những cái mà câu hỏi thì sẵn sàng chúng ta chia sẻ với nhau. Dạ. TV mong rằng quý anh chị em tách chat nhiều rồi mới chia sẻ được. Hay là để TV cho thêm một cái bản nhạc nữa nha. Cho thêm cái bản nhạc nữa đi. Vì tương lai của đất nước, vì tương lai của con em chúng ta, vì tương lai của chính chúng ta, vì tương lai của toàn thể Việt Nam nhân dân, chúng ta hãy can đảm vươn lên và đừng ngại cánh sắt cánh,
đại ba viên dân tộc để cứu nước và xây dựng đất nước. Cái gì mà không nghe tiếng không? Chào anh Chi Mai nha. Chào anh Chi Mai, quý anh chị em nha. Dòng xưa mẹ đóng đầy ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt với phong trần đấu tranh, gương anh hùng đôi chí lớn luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Dạ, hiện tại hiện tại Adam N có ở đó không hả anh? Adam N có đánh dùm TV Tech Chat đi để TV có thể trả lời cái điều đó. Mình biểu tình sao họ lại đàn áp gì bác? Tại vì đó, sự thật là họ hoàn toàn họ không có hiểu luật. Họ không có hiểu luật. Cái luật đó đó, cái luật mà nó nằm trong hiến pháp biểu tình đó là cái điều mà 25 mà TV đã vừa nói đó. Nó nói là người dân có cái quyền, người công dân có cái quyền biểu tình. Mà nó phải theo quy định của pháp luật. Nó thồng một cái câu gọi là theo quy định của pháp luật. Thì cái chữ mà theo quy định của pháp luật đó, nó lại là mâu thuẫn với cái bản hiến pháp, cái điều 119. Nếu mà hiện tại TV có cái điều 119 thì TV đọc cho quý anh chị em ha. Để cái điều 25 là giờ TV đọc trước đi. Điều 25 là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Thấy không? Nó nói rõ là điều đó là phải không? Là nó phải là theo cái quy định của pháp luật. Nhưng mà nếu mà quý anh chị em check cái chương 11 á, chương 11 thì chị em sẽ thấy trong đây cái điều 119 đó, nó nói rất là rõ. Nó nói hiến pháp đó là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Là những cái văn bản ở trong cái bản hiến pháp này là nó cao nhất rồi. Nó không hơn, không có, mình không có thể mình đặt ra cái luật để mà mình chặn những cái điều, những cái quyền ở trong hiến pháp được. Đó, thành ra nó nói mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với hiến pháp, mọi hành vi vi phạm hiến pháp đều phải bị xử lý. Thấy không? Hiến pháp là luật cơ bản, là có hiệu lực pháp lý cao nhất. Đã cái hiến pháp là cao nhất rồi thì không thể nào mà tạo ra cái luật nào để mà ép hiến pháp được hết. Giống như cái hiến pháp là người mẹ mà đẻ ra người con thôi, chứ không phải là con mà ăn hiếp mẹ được. Những cái điều luật đó nó gọi là con. Những cái bộ luật hình sự hay tất cả gì nó cũng là con đẻ của hiến pháp. Một con đẻ đó thì phải dựa theo cái hiến pháp. Có thể cái đề tài này chắc là bị chán quá hay sao, thành ra người ta chạy hết trơn à. Vậy mình có thể kiện Cộng sản đã lạm dụng
Dạ đúng rồi, mình khi mà mình bị bắt á, mà ngay đồn công an á, thì mình phải nói thẳng là các anh có cái điều 19 là cái bản hiến pháp này đó là luật cơ bản có hiệu lực pháp lý cao nhất. Điều 119 mình khẳng định với nó là vậy. Mà đã là những cái quyền ở trong hiến pháp là nó cao nhất rồi, nó cao nhất thì làm sao mà anh đặt điều luật gì được. Bây giờ chỉ còn có mình Adam phải không? Chắc nghe về cái vấn đề hiến pháp có thể là họ chán, những người đó có thể là chán. Chắc là mình phải nghe cái quyền biểu tình. Sự thật thì TV muốn chia sẻ tất cả mọi vấn đề, không phải là hiến pháp không, không phải là tất cả là chỉ là hiến pháp không, mà mình chia sẻ với nhau bất cứ vấn đề gì về cái đấu tranh để là làm sao mà mình giữ được cái đất nước này để khỏi phải bị lệ thuộc vào Tàu Cộng. Cái đó là cái mà mình quan tâm nhất. Mình quan tâm nhất tại vì theo cái mà hội nghị thành đô á, thì cái bọn Việt Cộng này đó nó sẽ giao cái đất này cho Tàu Cộng. Nó coi như là cái vùng đất mà tự trị thôi. Việt Nam sẽ không còn là một cái quốc gia nữa đâu. Tại vì ngay cái lịch sử mà ở Trung Quốc đó, là nó đã bắt học sinh đó, là học sinh phải học tập với là Việt Nam đó là một phần lãnh thổ của Trung Quốc khi xưa. Đó là cái mà rất là khốn nạn. Tại vì cả ngàn năm rồi nó muốn Việt Nam trở thành một cái quốc gia nô lệ của nó. Mà bao nhiêu lần khi mà nó chiếm lấy miền Nam rồi nó lại bị thất bại. Nó thất bại thành ra nó rất là cay đắng. Bởi vì cay đắng đó nó mới có dựng nên một cái tên gián điệp Hồ Chí Minh. Bây giờ TV muốn chuyển sang cái đề tài về cái gián điệp Hồ Chí Minh. TV muốn chia sẻ về cái vấn đề đó để cho cái nó linh động hơn. Nói về cái vấn đề mà gián điệp Hồ Chí Minh đó, thì TV có nhiều cái đề tài, nhiều cái bằng chứng để mà xác quyết với quý anh chị em rằng đây là một gián điệp Hồ Chí Minh thật sự. Nó giống như là cái nó có bằng chứng rồi, là gần như là 100% vậy đó. Nó không còn 99% nữa. Mình xét về tất cả những cái hành vi của Hồ Chí Minh, mình xét về tất cả những cái lịch sử thì mình thấy đây là một tên gián điệp 100%. Thật sự thì nó dễ chứ đâu phải là khó gì đâu. Ở trong tủ sách của TV có cái cuốn sách của ông Hoàng Văn Chí. Hoàng Văn Chí là một người theo Cộng sản mà họ viết sách lại và họ tố cáo là Hồ Chí Minh giả. Cuốn sách là từ hồi năm mươi mấy. Từ hồi năm mươi mấy là người ta đã nghi ngờ rồi. Mình nghi ngờ rằng là Hồ Chí Minh là nó khác nhau ở ông Nguyễn Ái Quốc cũ đó là bởi cái lỗ tai đó. Cái đó là cái trang sách của Hoàng Văn Chí mà. Thành ra đó là nó có bằng chứng là nó có đã nghi ngờ ông Hồ Chí Minh là đã chết rồi. Rồi Tàu nó mới thay thế. Nó thay thế vào cái lúc mà tại vì ông đã chết là năm 1932 ở ngay nhà tù Hồng Kông rồi.
Mà cái thời đó đó thì Hồ Chí Minh là đã bị bệnh ho lao, mà nó có nhiều tài liệu chứng minh rằng là bốn lần về cái vấn đề mà ổng bị ho lao. Thì cái bệnh ho lao mà cái thời năm 1932 thì gần như là không có ai trị được hết. Không có ai trị được bệnh ho lao. Không có bác sĩ nào mà thần thánh nào mà trị được bệnh ho lao. Cái bệnh ho lao đó là phải dùng cái loại thuốc gọi là streptomycin. Streptomycin mới trị được ho lao thôi. Đặt điều lừa người. TV sẵn sàng chia sẻ với quý anh chị. TV không có đặt điều đâu. Bây giờ đó TV bỏ qua cái vấn đề streptomycin đi, bỏ qua cái vấn đề mà ổng có thể là ổng chết trong 32 đi. Nhưng mà TV quá nhiều điều để TV chứng minh cho quý anh chị thấy. Là nếu mà ổng là Nguyễn Tất Thành đó, thì quý anh chị thấy tại sao ổng không dùng Nguyễn Tất Thành mà ổng dùng Hồ Chí Minh? Lấy cái lý do gì mà dùng Hồ Chí Minh khi mà làm chủ tịch nước? Tất cả trên thế giới này người ta là chủ tịch nước là người ta phải lấy tên cúng cơm của người ta chứ. Đâu có phải, tôi đi hỏi Hồ Phương đó là làm sao mà, tại sao ổng không lấy cái tên cúng cơm của ổng là Nguyễn Tất Thành hoặc là Nguyễn Sinh Cung cũng được nữa. Tại sao ổng lấy Hồ Chí Minh? Mà tất cả những cái gì đó nó cũng... Tại sao phải kêu ông là ổng hộ? Nội cái điều đó là mình cũng thấy sai trái rồi. Thay vì đó, cái tên gọi ổng mình phải kêu là ông Minh, chứ không phải kêu ông hộ. Cái ông hộ đó không phải là cái ngôn ngữ của Việt Nam mình. Ở đây đó, thời mà Việt Nam Cộng Hòa đó, mình kêu bằng Tổng thống Thiệu. Tổng thống Thiệu, Tổng thống Hương, rồi Tổng thống Dương Nhân Minh, Tổng thống Minh. Mình kêu bằng tên không à? Tại sao rồi phải kêu bằng hộ? Đó là những điểm mà mình cần phải suy nghĩ. Mà mình là người Việt Nam đó, không có ai mà chia cắt cái đất nước của mình hết đó. Phải không Hồ Phương? Tại sao ông Hồ Chí Minh lại muốn chia cái cắt lãnh thổ của mình làm hai như vậy? Thành ra khi mà Hồ Chí Minh cử Phạm Văn Đồng để mà đi vào cái Hiệp định Geneva, mà cái Hiệp định Geneva là nó được sắp xếp bởi thằng Tàu rồi, chứ mình đâu có ý kiến gì đâu. Tự nhiên rồi, mình là coi như là mình chiến thắng được Điện Biên Phủ, mình đuổi Pháp ra. Thì khi mình đuổi Pháp ra thì mình phải hẹn với Pháp là mày chỉ còn 3 tháng nữa, 5 tháng nữa, hoặc là 1 năm nữa mày rút quân ra khỏi đất nước tao. Mình khùng hay sao là mình chia cắt cái đất nước mình làm hai như vậy? Chỉ cái vấn đề mà chia cắt cái đất nước của mình á, thì mình mới làm cái quốc gia mình nó yếu đi. Mình chia thành hai miền thì tự nhiên là nó yếu đi rồi. Rồi làm sao mình chống Tàu được? Người Tàu nó thâm hiểm lắm, nó chia cắt cái đất nước mình ra làm hai để mà đánh nhau thì nó mới đô hộ được cái đất nước mình. Chứ không bao giờ mà ai chia cắt đất nước làm hai hết. Thì ngay cái hiệp định mà Geneva năm 1954 đó, thì ở bên miền Nam đó, lúc đó gọi là tên là chính phủ quốc gia Việt Nam, thì lúc đó ông Diệm đó là ông là thủ tướng, ông mới cử cái ông bác sĩ là Nguyễn Văn Đỗ, Trần Văn Đỗ, bác sĩ Trần Văn Đỗ tham dự cái hội nghị Geneva. Thì khi bác sĩ Trần Văn Đỗ nhìn thấy cái hiệp định nó chia đất đôi cắt đất nước, thì bác sĩ Trần Văn Đỗ chỉ có biết ôm mặt khóc thôi, và nhất định không ký là không ký. Miền Nam hoàn toàn không có ký một tí nào về cái bản
bản hiệp định Geneva. Tại vì miền Nam đó, ông Diệm đó không bao giờ chấp nhận mà cái đất nước chia hai. Không có chấp nhận đất nước chia hai thì tự nhiên là không thể nào mà ký được hết á. TV xin lỗi, tại vì mình mới online đó, thành ra mình không hiểu cái ánh sáng với cái máy ảnh đó, thành ra cái đầu nó hơi nghiêng nghiêng, mình không biết cách nào mình sửa đó. Thành ra xin lỗi quý anh chị nha, quý anh chị không cần nhìn hình, mình nói chuyện với nhau là cái ông Hồ Chí Minh đó, ông ác độc ghê lắm. Ngay quý anh chị em nhớ là cái trận Mậu Thân đó, 1968 đó, mình đã có cuộc đình chiến rồi. Hai bên mình ký vào cái hiệp định đình chiến, rồi ngay ngày 3 ngày Tết, để cho vui 3 ngày Tết, tự nhiên ông tấn công. Ông đem ra gọi là tổng công kích Mậu Thân đó, gọi là vào đây rồi là phá nát tan miền Nam hết. Rồi thí quân hàng trăm ngàn người phải chết trong cái cuộc chiến như vậy. Mà trong những cái ngày đó là cái ngày thiêng liêng nhất của cái dân tộc mình, là nhất là trong 3 ngày Tết. Mình không nên giết nhau vào trong 3 ngày Tết. Mà quý anh chị em phải để ý rằng là người miền Nam đó, cái đất nước lúc đó là chia hai rồi. Người miền Nam cũng muốn thống nhất đất nước, chứ đâu phải là không muốn thống nhất đất nước. Nhưng mà người miền Nam muốn thống nhất bằng không có sự tổn thương, không có sự giết chóc lẫn nhau. Nếu mà mình biết mà đừng có xâm chiếm lẫn nhau á, thì giờ này mình cũng thống nhất giống như là Đông Đức hoặc là Tây Đức rồi. Mình đâu có khác gì họ đâu, đúng không? Nước Đức tại sao họ thống nhất với nhau mà không có tốn một giọt máu nào, mà tại sao nước Việt Nam mình phải tốn xương máu nhiều như thế? Cái cuộc chiến đó là 3 triệu người dân chứ đâu phải 3 triệu người dân đã chết chứ đâu phải là ít đâu. Thật ra đó là những cái chương trình sắp sẵn của Hồ Chí Minh, mà qua cái bàn tay của Mao Trạch Đông. Chính vì Mao Trạch Đông chỉ thị cái tên gián điệp Hồ Chí Minh để mà làm phá hoại cái tan nát cái đất nước của mình. Bây giờ TV hỏi anh nói vị Hồ Phương lấy gì? Ủa, cái Hồ Phương hồi nãy là đâu rồi? TV không thấy. Màn ảnh xấu chứ đâu có tốt gì đâu. Nhưng mà TV sẽ mua rồi, TV sẽ mua, sẽ có màn ảnh đàng hoàng. Chứ bây giờ mình cái camera này nó đã là mười mấy năm rồi đó, thành ra mình chịu như vậy thôi. Thành ra từ từ rồi mình đây là cái lần thứ hai TV năm 2006 rồi, là muốn nói chuyện với quý anh chị em vậy thôi. Miền Nam nó đủ thứ hết. Miền Nam có đủ thứ hết đó, chứ không phải là sau này đó. Sau năm 75 đó, ở ngoài miền Bắc đó, TV biết được những cái tin tức mà người miền Bắc mà đem vào trong miền Nam đó, TV thấy nó kinh hoàng luôn đó. Nó kinh hoàng lắm. Là miền Bắc nó nghèo khủng khiếp luôn. Người miền Bắc nó mua từng ký gạo, mua từng mấy trăm gram bột ngọt. Gần như là họ không có sản xuất gì hết á. Ngoại trừ họ có nhiều súng ống để mà đi vào miền Nam, để mà gây nên một cuộc chiến tương tàn. Mà không có một quốc gia nào chấp nhận như vậy hết. Nếu mà mình là anh em thật sự, mình không có đánh nhau, và mình tìm cách mình thuyết phục nhau, ý của ông Diệm là vậy đó.
mình làm sao mình phát triển kinh tế cho phồn thịnh. Người nào phát triển kinh tế phồn thịnh, lo cho cơm no áo ấm cho dân, thì người dân đổi nick TV 258 vịt chân chân à. Vịt chân chân là cái nick ở vịnh chân chân. Nội mà quý anh chị em đó thấy cái lá cờ mà Hồ Chí Minh mang về cái đất nước mình, là quý anh chị em thấy cái điểm đó là sai lầm rồi. Tại cái cờ đó, cờ đỏ sao vàng, cái lịch sử đó nó là của tỉnh Phúc Kiến. Nó bắt đầu từ cái thủ phủ Phúc Kiến là Phúc Châu. Thì năm 2005 mình mới khám phá ra được điều đó. Người Việt hải ngoại khám phá ra được điều đó, đó mình hoàn toàn đó, mình không biết đó. Mà khi mình khám phá ra được, tại vì nó nằm ở trong trang nhà của World Statement đó. Trong cái trang nhà đó, đó nó có cái cờ đỏ sao vàng. Nó đời là một năm 1932, 32, 33 ở tỉnh Phúc Kiến. Thì khi mà TV là một trong những người đọc đầu tiên ở trong trang nhà đó, thì TV giật mình. Sự thật là có một người đọc trước TV rồi, và họ người đã tung ra. Người tung ra cái cờ đỏ sao vàng là có từ năm 1932. Rồi từ đó đó, mọi người bắn lên trên Internet đó, thì bên ở trong nước đó, anh em ở trong nước đó mới gửi tất cả những tài liệu qua cho bên cho TV 256. Lúc đó là lấy tên là Mỹ Linh Nguyễn đó. Thì họ gửi cái tài liệu đó, nó nằm ở trong VTV1. Nhớ là trong đài truyền hình VTV1 nha, là trong cái phim mà của Tàu đó, phim cái tên gọi là Trường Chinh, hiểu không? Trường Chinh mà tài tử là Đoàn Quốc Cường, đóng trong thủ vai là Mao Trạch Đông. Quý anh chị nào có coi phim Trường Chinh chưa? Quý anh chị em nào trong nước đó có biết cái phim Trường Chinh không? Thì đó, họ đưa tất cả những cái tài liệu về cái bộ phim đó. Tất cả bộ phim đó thì Mao Trạch Đông đó sử dụng những cái đoàn quân đó toàn là mang cờ đỏ sao vàng hết. Thành ra đó, khi mà mang cái cờ đỏ sao vàng vào cái đất nước chúng ta đó, là cái do cái sự mà chỉ thị của Mao Trạch Đông thôi. Thành ra Trung Quốc đó, nó đã tính đến cái vấn đề mà thôn tính Việt Nam làm một cái chư hầu của nó rồi, chứ không phải là mới đây đâu. Từ lúc mà Hồ Chí Minh cướp chính quyền đó. Tại vì quý anh chị em nên nhớ đó, quý anh chị em phải đặt câu hỏi, một cái câu hỏi rất là quan trọng, là từ năm 1932 đến năm 1941, quý chị em cứ đặt ra câu hỏi rằng là Hồ Chí Minh ở đâu? Chúng ta hoàn toàn biệt tâm, biệt tích. Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc ở đâu hết đó? Một con người mà làm chính trị thì ít ra mình phải biết là nhà mình ở đâu, nhà mình ở nước nào, mình sống bằng cái nghề gì từ cái năm 1932 cho đến năm 1941. Tự nhiên cái Hồ Chí Minh xuất hiện vào năm 1941 à.
xuất hiện vào năm 1941 ở hang Bắc Bó, rồi thành lập chính phủ lâm thời, rồi ở cây đa Tân Trào. Mình thấy nó rất là vô lý. Hồ Chí Minh lấy tiền bạc đâu để mà thành lập được chính phủ? Một cái chính phủ đâu là phải dễ. Một cái chính phủ, mình có cảm thấy là tiền bạc tất cả lấy từ Trung Quốc, lính tráng cũng lấy từ Trung Quốc, tất cả đều Trung Quốc đưa ra đó. Rồi tuyển mộ một số người Việt Nam, rồi cướp chính quyền thôi. Nhằm cái lúc là Nhật nó đầu hàng. Nhật nó đầu hàng bởi hai trái bom nguyên tử của nó thả xuống Nhật là Nagasaki với là Hiroshima. Đại khái là nó thả xuống rồi đầu hàng, rồi giao chính quyền cho ai bây giờ? Thì mới giao chính quyền cho chính phủ Trần Trọng Kim. Trần Trọng Kim lúc đó mới đưa cái lá cờ vàng ngay cái thủ phủ Hà Nội. Và cái cờ vàng ba sọc đỏ lần đầu tiên là nằm ở ngay cái thủ phủ Hà Nội đó. Mà rốt cuộc bị cách mạng mùa thu của Hồ Chí Minh đó mới là cướp chính quyền. Thành ra tất cả là nó có mưu mô từ cái thằng Trung Cộng hết á. Đó là cái bằng chứng mà họ đem cái lá cờ máu là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến để mà áp đặt lên cái đất nước của mình, để mà về sau đến năm 1955 á, cái thời mà cải cách ruộng đất á, thì quý anh chị em thấy đó là một cái lá cờ mà cờ sao vàng mà nó mập. Đến năm 1955 nó mới sửa lành cái sao vàng nó thành những cái đường mà thẳng đứng. Thì nó chỉ khác như vậy thôi. Thực chất nó cũng là cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến thôi. Thành ra đó, nếu mà mình suy nghĩ mà mình hiểu về lịch sử đó, mình thấy nó, nếu mà mình sử dụng cái lá cờ đó là nó nhục nhã lắm. Nó không phải là cờ Việt Nam của mình. Thành ra đó, ở bên Mỹ này đó, người ta đưa cái lá cờ vàng ba sọc đỏ ra để người ta cho đó là một cái lá cờ gọi là truyền thống, cái lá cờ của Tổ quốc Việt Nam. Nó truyền thống đó là nó có từ thời Hai Bà Trưng lần. Nó từ thời xưa rồi. Cách đây 10 năm đó, nó gọi là thời mà dân Minh lúa nước đó. Mà nước Việt Nam mình đó là sống trong cái thời đại mà dân Minh lúa nước. Mình dân Minh lúa nước là mình trồng hạt lúa, mình đa số là mình người nông, mình trồng trọt để mà mình lấy cái thức ăn. Rồi mình không phải giống như cái đời du mục mà giết thú. Giống như tụi Tàu đó thì nó sống đời du mục. Mà nó sống đời du mục thì tự nhiên là nó lo giết thú ăn. Nó ăn xong rồi nó lại đi cánh đồng khác, nó đi lại một cánh rừng khác. Một cánh rừng khác rồi nó lại giết thú, nó ăn nữa, nó hết thú rồi nó kiếm cánh rừng khác nữa. Nó không có đời sống mà văn minh như là người Việt mình đâu. Mình văn minh đó là mình từ có cái hạt lúa rồi mình mới là xây gạo, rồi mình muốn làm bánh chưng, bánh tét. Thì từ cái hạt lúa đó mình nghĩ coi, mình quá gần gũi với cái hạt lúa, nó màu vàng. Thành ra đó, cha ông mình đó, thời xưa đó, thời Hai Bà Trưng đó, là thì người ta nói là đầu voi phất ngọn cờ vàng thôi. Chị em nương tử là thay quyền tướng quân đó. Hai người chị em với nhau phất ngọn cờ vàng, là cái cờ vàng nó là cái hình ảnh của cái hạt lúa, hình ảnh của cái da vàng cũng được, người ta nói như vậy. Đó là cái hình ảnh căn bản của cái lá cờ vàng. Rồi từ từ cái lá cờ vàng nó cũng biến đổi theo năm tháng, nhưng mà cái căn bản nó vẫn là cờ vàng.
rồi nó thêm một sọc đỏ, rồi sao thành ba sọc đỏ, rồi thành ra chữ kiên, cờ chữ kiên, đủ thứ, cái lá cờ nó cũng biến thiên thôi. Nãy giờ TV nghe mà không thấy quý anh chị em tắt chat có câu hỏi gì không? Nhiều khi đó mình muốn chia sẻ với quý anh chị em mà mình thấy đó nó không có tắt chat đó, thành ra nó làm cho mình nói chuyện nó khô khan lắm. Thành ra mong quý anh chị em tắt chat dùng nhà TV ha. Hiện tại mình có 7 người thì mình chơi 7 người thôi. Mình có 7 người là khá rồi. Đỡ hơn mình không có người nào. Có 7 người thì TV nghĩ rằng TV nói chuyện được. Thấy không? Còn bên mà dân du mục á, thì mình nghĩ liên quan đến cái màu đỏ đó là do cái vấn đề nó giết thú. Khi mà nó giết thú nhiều á, thì nó thấy máu nhiều. Mà khi máu nhiều á thì nó lại thích cái mà máu thì nó trở nên một cái cờ đỏ. Nó đơn giản vậy thôi. Thành ra mình phân biệt ra đó, mình thấy đó, cái mà dân minh của bên phương Nam mình đó, có thể mình so sánh là nó hay hơn bên phương Bắc. Tại vì nó biết là hạt gạo rồi xây bột rồi làm bún, làm bánh giò, bánh chưng đó, thì đó là cái lịch sử cha ông của mình, thì mình phải hiểu như vậy thôi. Bên đó, bên Trung Quốc thì nó giết nhiều thú quá rồi con người nó tự nhiên là nó ác lắm. Quý anh chị em mà coi phim thì cũng thấy được tất cả những cái phim, bộ phim của bên Trung Quốc đó là cái là giết nhau rồi trả thù không à. Họ có những cái câu gọi là rất là phi lý, là nhiều khi trả thù 10 năm cũng chưa muộn nữa. Nhiều khi trả thù 10 năm, 20 năm họ vẫn tiếp tục họ trả thù. Đúng không? Thành ra nó không đúng. Quý anh chị em còn thắc mắc gì nữa không? Một cái room mà nãy giờ có 5 người à, chưa có lên tới 10 người nữa, thì làm sao mình có thể mình điều khiển nổi? Mình cần tất cả quý anh chị em đấy, mình thắc mắc, mình hỏi, thì TV sẵn lòng theo cái sự hiểu biết của TV ấy, thì sự thật là mình phải qua rất là nhiều năm, TV là viết bài là hàng ngàn bài viết rồi. Thành ra đó, những cái information mà nó sự thật đó là nó nằm ở trong đầu TV hết đó, chứ không phải là mà TV muốn nói làm sao là nói đâu. Tất cả những gì mà mình hiểu biết đó là mình phải nghiên cứu qua những cái sách vở, những cái suy luận đủ thứ hết đó, rồi mình mới khẳng định được, mình mới khẳng định được là tên gián điệp đó chứ. Chứ đâu phải là tự nhiên mình nói ông Hồ Chí Minh là gián điệp đâu. Nó có quá nhiều điều để mình chứng minh rằng là. Dạ chào anh Lê Văn Thinh nha. Hồi nãy giờ là anh em chúng tôi là cỡ khoảng 7-8 người mà để mà nói về cái vấn đề mà quyền biểu tình, rồi bước sang cái lĩnh vực mà Hồ Chí Minh. Và Hồ Chí Minh đó là một cái tên gián điệp đó. Nói mà về cái ngôn ngữ không đó, là chúng ta cũng thấy là Hồ Chí Minh không phải là Việt Nam. Hồi xưa đó mà mẹ của TV á, TV 256 đó, mẹ TV đó là học lớp 5 thôi. Mình sự thật mình không có mình rất thương người Việt Nam,
TV nói thẳng với anh chị em đó, thì quý chị em nào mà chống cộng gay gắt quá đó thì nhiều khi nó đi ngược lại cái hướng của TV 256. Cái TV suy nghĩ đó giống như một cái căn nhà Việt Nam đó, là một cái căn nhà Việt Nam đó, chúng ta xây một cái căn nhà Việt Nam nó gồm tất cả những cái viên gạch. Thành ra đó, dù viên gạch bất cứ thế nào hết á, TV cũng không muốn sót một viên gạch nào hết á. TV muốn cái căn nhà đó là căn nhà của Việt Nam, của tất cả mọi người Việt Nam. Mà mỗi người Việt Nam đó là một cái viên gạch để mà xây dựng nên cái căn nhà Việt Nam. TV không muốn mất một viên nào hết á. Nếu mà Nguyễn Phú Trọng đó mà trả cái quyền lợi của người dân, Nguyễn Phú Trọng trả quyền lợi của người dân, người dân lấy cái quyền làm chủ của mình, thì TV coi ông Nguyễn Phú Trọng là một anh hùng. Chỉ có cần người Việt Nam từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản Việt Nam đi là chúng ta là anh em hết. Chúng ta không có thể hận thù với nhau. Chúng ta là người Việt cùng một dòng máu đỏ, chúng ta thương nhau không hết mà. Tại sao? Chú vô Facebook profile đổi tên lại TV 256 à. Sự thật thì chú chưa có biết rành nhiều về Facebook đó. Thành ra từ từ thì chú sẽ thay đổi tên thành TV 256. Tại cái tên mà Mỹ Linh Nguyễn này đó là chú có từ hồi năm 1995 rồi. Từ năm 1995 là cái tên Mỹ Linh Nguyễn là 22 năm rồi. Mà chưa, quý anh chị em biết là TV 256 là đã viết là hàng ngàn bài rồi. Mấy ngàn bài, có thể một chục ngàn bài viết rồi. Thành ra khi TV viết nhiều quá thì tất cả những cái tin tức nó nằm ở trong đầu hết đó. Thành ra đó, khi mà quý anh chị em hỏi thì TV sẽ hiểu và TV sẽ trả lời được hết đó. Và khi mà mình viết bài đó là mình cẩn trọng từng nét chữ của mình, từng câu chữ của mình, chứ không phải là mình viết bừa, là mình viết, mình phải có cái sự thật, chứ không phải mình tự động viết là mình viết đâu. TV chủ trương là tất cả là phải sự thật, chứ không phải là mình viết láo được. Mình viết láo là hoàn toàn TV chống cái điều đó, không có chấp nhận. Một người đã tuổi ngã nhiều rất đáng yêu, mở lòng lắng nghe hợp nhất từ đồng bào bị nạn oan ức, bịp bợm lừa đảo của cộng sản Tào Cộng, thì mỗi người dân có lòng lên án là một vinh dự cho dân tộc cùng dòng máu. Xin hãy có một tiếng nói hoặc cống hiến cho từng ngày biểu tình. Rất chân thành cảm mến đến anh chị em. Dạ, bữa nay TV thưa thật quý anh chị em đó, là TV 256 đó, TV lấy cái nick mà Mỹ Linh Nguyễn đó là 22 năm rồi, mà gần như rằng là TV chưa từng xuất hiện. Và đó là một cái nick mà có thể rất là nhiều người biết. Có thể rất là nhiều người biết. Và khi mà TV nói chuyện mà làm MC đó, ở trên diễn đàn, các diễn đàn mà Power Talk á, không biết quý anh chị em biết diễn đàn Power Talk, thì TV làm MC mười mấy năm trời ở trên đó đó. Mười mấy năm mà mỗi ngày TV phải làm tới nhiều khi mười mấy tiếng luôn đó. Nếu mà không có người á, thì TV phải làm ở trên Power Talk như vậy. Mà tất cả quý anh chị em nên nhớ đó,
là những việc làm của TV đó, 256 đó là tất cả là tự nguyện. TV viết bao nhiêu ngàn bài nhưng mà chưa bao giờ TV nhận một sen, một đồng bạc nào của ai hết á. Mà mấy chục năm mình có thể mình bỏ tiền ra mình mua cái này mua cái nọ, hoặc là mình tiếp trợ về những đồng bào trong nước, chứ mình không có không phải làm viết bài mà mình lấy tiền, mình lấy tiền nhuận bút. Chưa bao giờ TV lấy một cách bạc hết á. Những bài viết của TV đó là cứ phổ biến tự do, không có bản quyền. Tất cả mọi người đều có quyền phổ biến bài viết, hoặc là YouTube, hoặc là nói những giống như những chuyện này nè. Quý anh chị phổ biến tự nhiên. TV không có cần, TV muốn là những cái gì mà mình suy nghĩ mà mình thấy đúng thì mình phổ biến cho tất cả quý anh chị em, để mà mình học hỏi nhau được. Thì đó, TV dựa vào những cái kinh nghiệm, thành ra TV sẵn sàng TV nói chuyện với quý anh chị em. Mà TV mong rằng đó, cái diễn đàn mình đó, nhiều người ở trong nước đó, mà nhiều người cán bộ Việt Cộng cũng được. Những người nào mà cán bộ là TV cùng mừng nữa. TV sẵn sàng chịu đựng tất cả những cái lời chửi của quý anh chị em. TV không ngại gì hết á. Cứ chửi TV đi. Đúng không? Nhưng mà mình có thể mình tranh luận thẳng thắn với nhau. Hiểu không? Tại vì TV biết cái tánh của người mà cộng sản đó, họ hay chửi lắm. Thì TV thông cảm được, không sao hết á. Thấy không? Cứ chửi TV tự nhiên, thấy TV nói cái gì sai cứ chửi, không sao hết. Nhưng mà TV chỉ cần lắng nghe những lời TV nói. Lắng nghe để coi TV có phải nói sự thật hay không. Đó, cái lắng nghe nhất là cái quan trọng nhất. Còn mình không lắng nghe mà mình chửi đổng không á, thì nó cũng không hay. Mình chửi đổng không rồi mình không biết được là cái sự thật là ở trong nước là báo chí là một chiều, TV truyền thanh truyền hình là một chiều, rồi làm sao mấy anh em hiểu được cái sự thật như thế nào, làm sao mấy anh em hiểu được cái hoàn cảnh đất nước như thế nào. Hoàn toàn các anh chị em không hiểu được cái hoàn cảnh của đất nước mình. Thành ra nó rất là đau thương. Nó rất là đau thương mà quý anh chị em nhìn lại, tất cả là đổ vỡ. Làm sao mà mình có thể mà sống được một cái môi trường như vậy? Một cái môi trường mà cả thế giới văn minh người ta chạy xe hơi. Mình thấy có quốc gia nào mà mình chạy xe gắn máy như cái đất nước mình không? Mình thấy có cái quốc gia nào mà có thể chết lên tới 13.000 người một năm không? Về vấn đề đụng xe không? 13.000 người. Nó gấp 4 lần cái trận mà 911. Trận 911 nó có 3.000 người. Mà đụng xe của cái đất nước mình là 13.000 người, thử hỏi gì là quá đau khổ luôn á. Cái đất nước mình như vậy làm sao mà mình chịu nổi. Thành ra tất cả những cái việc làm của TV 256 là TV muốn cái đất nước mình đừng có cộng sản nữa. Cộng sản đã hết thời rồi. Thấy không? Tất cả các anh cán bộ cộng sản đó, 3 triệu đảng viên cộng sản đó, các anh cũng không phải là con người cộng sản nữa. Tại vì khi mà nói đến cộng sản đó, thì cộng sản là cái gì? Cộng sản là cái nền tảng, cái căn bản của nó là nền kinh tế tập trung, cái nền kinh tế công nông trường, hiểu không? Nền kinh tế chỉ huy, nhà nước chỉ huy. Mà bây giờ các anh đâu có phải nền kinh tế chỉ huy đâu. Các anh dùng cái áp dụng cái nền kinh tế thị trường. Trong khi cái chánh quyền của cộng sản là cái chánh quyền vô sản.
đó là nền tảng của chủ nghĩa cộng sản, là vô sản chuyên chính. Vô sản chuyên chính mà rốt cuộc tất cả những người cầm quyền đều là những người giàu có, đều là những người giàu có, tiền đầy hết, mà trong khi dân thì phải chịu cảnh đói nghèo. Đừng có nghĩ là Việt Nam phát triển. Nếu mà quý anh chị em nói Việt Nam phát triển, TV buồn lắm. Nếu mà nó phát triển á, thì phải mình so sánh cái lợi tức của đầu người á, thì mình mới thấy mình thua người ta quá xa. Mà khi mình thua quá xa rồi á, thì mình phải đấu tranh. Mình sao đấu tranh cho cái đất nước mình giàu mạnh. Mà cái chủ nghĩa cộng sản nó đâu có work đâu. Chủ nghĩa cộng sản nó thất bại hoàn toàn. Gần như cả thế giới là bỏ nó rồi. Làm sao mà nó mình áp dụng, mình vẫn tiếp tục áp dụng. Thành ra TV có thể nói thẳng quý anh chị em đó, mà TV dám nói mà quý chị em cộng sản nó không thể trả lời được. Tại vì trước hết là cái cộng sản đó, cái nền tảng nó đã không còn rồi. Thì các anh cộng sản đó, anh không có quyền được cái sử dụng cái tên là Đảng Cộng sản nữa. Mỗi khi mà anh dùng Đảng Cộng sản Việt Nam đó là cái đó là một cái sỉ nhục rồi. Mình người Việt Nam á, mình đâu phải là mình treo đầu dê bán thịt chó. Mình không còn cộng sản thì mình phải nói mình là một tổ chức khác đi. Mấy anh đặt Đảng Lao động, hoặc là đảng bất cứ đảng nào, đảng dân chủ, đảng gì cũng được. Mà khi các anh còn mang cái tên Đảng Cộng sản này đó, là TV có thể nói thẳng vào mặt anh, các anh là phường vô liêm sỉ. Anh vô liêm sỉ. Anh không còn cộng sản nữa mà anh cứ dùng cái tên Đảng Cộng sản. Là cái danh chánh phải ngôn thuận chứ. Cái danh anh vẫn tiếp tục Đảng Cộng sản mà các anh không còn Đảng Cộng sản. Thì các anh chỉ là những người lừa bịp thôi. Mà khi lừa bịp là TV có quyền nói các anh là vô liêm sỉ. Nó đơn giản thế thôi. Hồi xưa chị Lisa Phạm đã từng là Power Talk. Đúng rồi. Nếu mà nhắc về Lisa Phạm ấy, thì TV có mối là connection ấy, có mối mà liên hệ đó với Lisa Phạm. Nếu liên hệ làm sao? Là khi cách đây là 2005 hoặc 2006 á, thì khi mà chị Lisa Phạm với Trương Quốc Quy với Trương Quốc Tuấn đó, là ba người nói chuyện ở trên Power Talk. Và khi trên Power Talk đó rồi đi về nước, Lisa Phạm đi về nước cái bị bắt. Khi bị bắt thì khi đó là nói thiệt là ở ngoài hải ngoại là TV viết bài rất là nhiều. Và viết bài chuyển lửa về Việt Nam, đó là cái mục tiêu của TV 256 thôi. Thì TV mới viết một cái lá thơ cho cái ông mà tổng lãnh sự ở ngoài Hà Nội đó. TV mới viết thẳng đó là tại vì đó cái một người chị của Lisa Phạm đó, chị Diane, bây giờ nhớ rồi, cái chị Diane nó mới viết thư cho TV 256, mới cho ngày sinh tháng đẻ, hình ảnh rồi Lisa Phạm, rồi Trương Quốc Quy, Trương Quốc Tuấn, rồi mẹ Trương Quốc Quy với Trương Quốc Nghĩa nữa. Trương Quốc Nghĩa là anh, mới viết thư cầu cứu cho TV 256, nhưng lúc đó là TV là lấy tên là Mỹ Linh Nguyễn. Rồi TV có hồ sơ hết, năm sinh tháng đẻ, rồi tên tuổi, rồi TV mới gửi qua bên ông tổng lãnh sự ở Hà Nội. Thì nói thật đó, ông tổng lãnh sự đó
ông nói rằng ông không thể can thiệp được, tại vì Lý Sa Phạm đó chỉ có thẻ xanh thôi, mà Lý Sa Phạm thẻ xanh làm sao mà ông không phải là Lý Sa Phạm không phải là công dân Mỹ thì ông không thể ông cứu được. Nếu mà ông đụng tay vào trong cái vấn đề này á, là coi như là xâm phạm vào nội bộ lẫn nhau. Đó, ông viết thư cho TV256, ông nói là nếu mà ông cứu Lý Sa Phạm là coi như xâm phạm nội bộ lẫn nhau. Thế là khi mà TV256 nhận được cái lá thư của ông lãnh sự đó đó, cái TV mới viết tiếp theo một lá thư. Viết tiếp theo lá thư hát, TV mới nói rằng là tôi vào công dân Mỹ vì tôi thích cái điều mà tu chánh án thứ nhất của Mỹ là cái quyền tự do ngôn luận đó, đại khái là như vậy. Và tôi rất thích người Mỹ. Người Mỹ đó là thấy việc đúng là làm. Cái dân tộc Mỹ là nó hay chứ đó, mà đúng là cái bản tánh của người Mỹ. Cái bản tánh người Mỹ là họ thấy việc đúng là họ làm. Chứ không biết đến cái hậu quả. Người Mỹ họ có hay chỗ đó. Thì tôi nói ông đó, tôi sống ở người Mỹ, tôi sống ở nước Mỹ, tôi biết cái dân tộc tính của Mỹ đó là thấy điều phải là làm. Thì khi ông nghe cái câu đó rồi đó là ông trả lời không được. Cái ông tổng lãnh sự Mỹ ông trả lời không được thì ông phải thuyết phục mấy thằng Việt Cộng phải thả cô Lisa Nguyễn, Lisa Phạm ra. Thì sau này đó, sau này cô Lisa Phạm cũng lên bao tốt, cũng lên mấy anh chị em có search ở trong mà YouTube đó, thì cô Lisa Phạm cũng nói hay lắm. Cô nói nó thả cổ rồi nó đưa cổ lên Thái Lan, rồi đại khái Thái Lan rồi cổ tìm cách cổ xé bỏ cái visa đi. Thì nó không có visa, nó không có cho đi Mỹ được. Không đi Mỹ rồi cái nó phải trở về Việt Nam. Trở về Việt Nam cho cái cô Lisa Phạm đó gặp người bầu ở Nha Trang, Đà Nẵng vậy đó. Trời ơi, cô Lisa Phạm cũng quay Việt Cộng như dế vậy đó. Đó là những cái người mà có rất là cái bản tánh mà anh hùng, không có sợ gì hết á. Lý Sa Phạm hoàn toàn không sợ gì hết á. Đúng rồi, cái đó là sự thật đó. Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn cũng gì đó, ba anh em lận à, ba anh em bị bắt hết á. Mà không cấp đầu sao được. Thành ra, nhưng mà cái đường lối của Lisa Phạm TV cũng rất hài lòng thôi. Tôi mới không chống đối tôi ra đâu. Cứ chửi Việt Cộng đi. Tụi nó đáng chửi lắm. Tụi nó đáng chửi ghê lắm. Tại vì nó chửi quá rồi. Nó cũng cần phần phải người phải chửi hơn nó để mà cảnh tỉnh nó. Mỗi người đều có cái trách vụ của mình. Mà mình thấy mình làm tốt được thì mình cứ làm. Trong khi TV256 thì TV coi tất cả những thằng Việt Cộng đó là anh em của mình hết. Miễn làm sao đó cởi bỏ cái chủ nghĩa cộng sản đi thì trở về là anh em hết. TV không có muốn mất một viên gạch nào hết. Một người á thì nhưng mà TV lại tôn trọng những cái đường lối đấu tranh của Lisa Phạm. Nhưng mà TV biết Lisa Phạm cũng là tôn trọng cái đường lối đấu tranh của TV256. Nên cái xã hội cái nước Mỹ là nó tự do là gì á. Nó tự do, có thể nó bàn cãi với nhau nhưng mà mỗi người có cái ý nghĩ của mình. Nó không phải là khi mà khác biệt rồi mình đánh đấm nhau, cái đó mới là vấn đề. Mình khác biệt nhau bình thường lắm. Bởi vì mình có một cái câu mà mình học được của
không biết có ai. Thì nói tôi khác ý kiến của anh, hiểu không? Và tôi chống lại cái ý kiến của anh nữa, nhưng mà tôi bảo vệ cái quyền được nói của anh. Nó hay như vậy. Mình không biết cái đề tài mình sao mà nó quá khô khan làm sao đó. Mình nói mà nãy giờ mình khô cổ rồi đó. Nhưng là không có người không có người xem ha. Nãy giờ cũng cả trên nửa tiếng là chết ít đâu, phải không? Nhưng mà chưa có lên con số 10. Nhưng mà cái lần đầu tiên thì nói lên tới gần 200 á. Lần đầu tiên nói gần 200, nhưng mà ngay cái điểm này á, thì lại là có lẽ cái đề tài khô khan quá. Với nhiều khi không hiểu. Bây giờ còn 6 anh em đó, tắt chat trên TV, tắt chat thử đi. Hay là cho nghe bản nhạc lời nữa nha. Cái bản nhạc này rất là hay nha. Cái bản nhạc này tôi TV thích lắm á. Quý anh chị em nghe thử coi. Bản nhạc tên là Dòng Máu Lạc Hồng. Dòng Máu Lạc Hồng hay lắm. Dòng Máu Lạc Hồng đặc biệt lắm, rất là đúng cho cái ngày buổi tình đó. Dòng Máu Lạc Hồng. Vẫn mình đất nước bị tan nát trong tay cộng đồng. Theo đất nước tan nát trong tay cộng đồng. Mình sẽ mất trong tay ngoại sân. Ngồi nhìn về đất nước, một đất nước hoài phong ngàn xưa. Giờ còn gì đâu nữa, màu vàng tóc bao quanh Việt Nam. Nãy giờ quên có đi nước nữa. Được không thể ngồi yên nhìn đất nước ta diệt vong. Ta không thể ngồi yên nhìn đất nước mất trong tay cộng nô. Tôi là người Việt Nam với dòng máu của hùng vương. Tôi là người Việt Nam với dòng máu hai bà Trưng. Bác mãi tiếng anh hùng Việt Nam, muôn ngàn đời sau không hề biết quất hùng ngoài sông. Trong
mình sẽ bắt trong tay ngoài sân. Ngồi nhìn về đất nước, một đất nước ngoài phòng. Có chứ, nó ở trong YouTube á. Một khi Vincent Chan Vincent Chan nhớ liên lạc với mình nha. Mình gửi tất cả những cái bản nhạc này cho Vincent Chan nha. Nhiều bản nhạc mới lắm mà nó xưa rồi, nó xưa mấy chục năm rồi, nó nhiều. Sao quý anh chị em bốn người còn trên diễn đàn đó, quý anh chị em giúp trình TV bây giờ còn ba người, quý anh chị em đánh dùm số 1 đi, đặng TV dần thấy cái nick đó thì TV có thể là liên lạc, đánh dùm số 1 đi, có trước máy không, còn không có thì chắc thôi đi. Sự thật đó thì TV rất là muốn nói chuyện, muốn nói chuyện thì cần TV không, thực sự là TV không có cần phải đông người đâu, nhưng mà chỉ cần một ít người thôi, 2-3 người, 4-5 người cũng được, TV vẫn kiên nhẫn để mà lấy, dĩ nhiên thì đông thì cái lời nói của mình đó, nó mới đi nhanh đi xa hơn, nhưng mà mình quên rằng đó, nếu mà chúng ta có ít người đó thì chúng ta nó đoàn kết hơn, mà chúng ta nghe nó rõ hơn, nó nghe nó hiểu hơn, rồi nó thông cảm hơn, rồi nó đi sâu vào tiềm thức hơn. Còn số 1 là sao chứ, còn có 1 người hả? Còn có 1 người chắc TV cũng kiên nhẫn như thường, không sao hết á. Vì từ từ người ta hiểu được á thì người ta thích thôi. Tại vì đó, nếu mà mình phán xét theo một người mà mình chỉ nghe một vài âm thanh thôi là người ta bỏ đi à. Thấy không?
thành ra đó TV cũng phải là, tại vì sự thật đó, cái TV không, cái tiếng nói nó không có thuyết phục người ta. TV không phải là nói mà nhanh, nói ào ào như là như là cái cô gì đó, cái cô mà cờ vàng đó, cái cô đó nói rất là hay, nói rất là nhanh. Với cái bản tánh mình đó, nhiều khi đó cô mà Hồng Thái Hoàng đó, bạn Vinh Trang Trang biết không, cô Hồng Thái Hoàng rất là hay. Hồng Thái Hoàng cô nói liên tu bất tận nè, quá là tài luôn. Còn gặp TV 256 thì có thể là cái bản tánh của mình quen rồi, mình quen nói chậm, mình nói nhanh không được, mà mình có thể mình hơi lớn tuổi nữa. Đấy, TV 256 là 62 tuổi rồi chứ đâu phải là còn nhỏ đâu. Mà 62 tuổi đó mà mình phải nói nhỏ như gì đó, chậm như gì đó, mình mới có sức. Chứ mà mình mà nói như cô Hoàng Hồng Thái Hoàng là không bao giờ mình nói được đâu. Cổ quá tài luôn đó. Nhưng mà sau này đó, đọc cái bài mà chót của cổ đó, trước khi mà cổ từ giả mà Facebook á, thì mình thấy mình không đồng ý cổ làm như vậy đó, thì mình thấy cổ kêu gọi người ta phải gọi là làm việc đúng, đừng có sợ gì hết, thấy việc đúng thì làm. Mà bây giờ thấy việc đúng là không làm, coi như là bỏ mặc luôn vì những cái lời mà chỉ trích của thiên hạ. Thành ra đó, TV có viết một cái bài đó ở trong trang nhà Phi Việt Nam Now đó, với anh chị em có đọc đó, thì TV có, nếu mà làm như vậy đó, thì TV không đồng ý, nhớ không? Phải mình phải đương đầu, nhớ không? Mình phải đương đầu với, thí dụ mình thấy đó là những điều sai trái thì mình phải sửa lại. Mình sửa lại rồi mình con người ai mà cũng có lỗi lầm hết mà, chứ đâu phải là không có lỗi. Nhưng mà cái giá trị nó nằm ở chỗ là mình phải sửa, đúng không? Đằng này cái bài nói chuyện chót của cô ta là cô ta đổ thừa hết tất cả người Việt Nam Cộng Hòa, cô ta đổ thừa hết tất cả những người đấu tranh là còn ác hơn Việt Cộng nữa, còn hung dữ hơn Việt Cộng nữa. Cô ta nói cái chuyện như vậy rất là vô lý. Người Việt Nam Cộng Hòa họ có ác ai bao giờ đâu, họ đâu có nhà tù, họ đâu có quyền đánh đập ai đâu, ngoại trừ cái bọn Việt Cộng nó mới ác hơn, nó đánh đập. Cô ta, cái bài kết luận của cô ta là chửi Việt Nam Cộng Hòa quá sức trời luôn. Cô ta còn coi như Việt Nam Cộng Hòa là ác hơn Việt Cộng. Vậy thì cô ta nhìn nhận như thế nào? Nó sai hoàn toàn hết. Thành ra tôi thấy chính cái bài đó mà tôi thấy cô ta không còn được cái giá trị nữa. Trong khi đó, mình thương mến một cái người mà dám cầm cái lá cờ chính nghĩa, cái lá cờ đó là cái lá cờ tổ quốc, tổ chính nghĩa, nó hay hơn là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến gấp trăm lần. Mà mình tự nhiên là người Việt Nam, là khi mình Việt Nam là mình thương mến cô ta rồi, mà đó là sống ở trong một cái xã hội cộng sản nữa, là mình thấy là cô ta rất là anh hùng.
Trời ơi, nãy giờ nói tiếng là 1 giờ 25 phút rồi đó quý anh chị em ơi. Mà bây giờ TV không biết phải edit nó như thế nào nữa. Để nhiều nhiều quá rồi mà không có khách thì thôi, chắc để, tại vì hồi nãy đó mình không có những cái kinh nghiệm, phải không? Hồi nãy mấy cô thì Dương nói rằng là mình phải phát vào buổi sáng mới đông, còn bây giờ đó thì 12 giờ sáng đây á, thì 12 giờ trưa bên Việt Nam rồi. 12 trưa về Việt Nam nóng lắm, đâu có ai nghe. Đúng rồi, mình cứ thấy rảnh là mình phát thôi. Mà bên đây thì bên Mỹ, Canada thì đông dân số rồi cũng không ai nghe hết. Thành ra đúng là mình không có người, thấy không? Chỉ có 5 người thôi. Một người TV cũng ở à, thiệt á. Anh Vinh Chan Chan còn đó không? Bây giờ. Ồ, thích nghe chuyện đấu tranh hả? Theo cái anh bạn Thanh Ngô với Vinh Chan Chan đó, có nghĩ rằng là mình nên biểu tình vào tuần này nữa không? Tại vì theo mà lời đề nghị của cha Lý á, thì chúng ta biểu tình bắt đầu từ ngày 5 tới tháng 3 mà cho hết nguyên một năm luôn. Hết nguyên một năm đó, mà 5 tháng 3 đó là biểu tình sắp tới là đến ngày 12 đó. 12 chúng ta có nên biểu tình không? Theo cái TV nghĩ là phải biểu tình thêm nữa khi tiếp tục. TV thấy cái bước đầu đó là quá tốt đẹp rồi. Cái bước đầu đó là TV thấy rất là thành công rồi. Vào năm 11, năm 12, năm 11 hay năm 13 gì đó, mình có biểu tình có khoảng 7.000 người đó. Nhưng mà trong cái lúc đó nó hỗn tạp lắm. Nó có những cái thành phần nó cờ đỏ, sao vàng, đồ tùm lum hết á. Thành phần thứ ba đó. Nó giống như là nó lộng giả đó. Chứ nó không phải sự thật. Mà chỉ có cái biểu tình vừa rồi đó là TV thấy là sự thật. Những người đó thì những người mà đấu tranh mà sự thật đó. Mà cái sự thật đó tuy là nó ít, nhưng mà 100-200, nó có khoảng, tôi nghĩ là có khoảng 200-300 người biểu tình đấy chứ. Mà quý anh chị em nhìn nhớ đó, có một cái yếu tố mà để mà đẩy mạnh cái biểu tình này, một cái yếu tố rất là quan trọng. TV sẽ thấy, quý chị em sẽ thấy đó, nếu mà tuần tới mà biểu tình nữa đó, là có một cái yếu tố quan trọng là chị Bùi Thị Minh Hằng đó. Cái chị Bùi Thị Minh Hằng mà chỉ ra biểu tình rồi là tụi nó chết liền á. Nó không dám đụng tới anh chị đâu. Mà coi chừng đó là đừng có nghĩ rằng là cứ ăn hiếp người ta hoài được đâu. Nó sẽ có những cái mà biến chiêu sau này. Ai cũng vậy à. Khi mà mình bị ăn hiếp quá thì người ta vùng lên thôi. Chắc chắn người ta vùng lên thôi. Mà người ta vùng lên ngay đó không được, người ta vùng chỗ khác. Đúng.
Người ta sợ đánh chứ. Không, thà là mình chịu đòn một tí gì vẫn đỡ hơn là chiến tranh nè. Mình chịu đòn một tí thì TV cũng chấp nhận thôi. Nếu mà TV còn ở trong nước thì TV cũng phải đi thôi. TV không có sợ đâu. Thành ra nhiều người ta có quan niệm rằng là những người hải ngoại là chích nhát, không dám về nước đấu tranh. Cái đó là nó không đúng chứ. Nếu mà nói người ta chết nhát á, thì tại sao mày vượt biên làm gì? Vượt biên nó bốn người hết là chết hết một người rồi. 500.000 người chết ở Biển Đông mà người dân người ta đi, những người đi vượt biên là những người gan dạ không đấy chứ. Thấy toàn là cái chết trước mắt thôi. Nào là hải tặc rồi thiếu dầu, thiếu đồ ăn, thiếu nước uống, rồi không có nhà cửa ở nữa. Rồi ở trong một cái ghe rồi là chút xíu rồi, thở cũng không nổi nữa. Thành ra mình đó là cái những người đó là can đảm lắm chứ đâu phải là chết nhát đâu. Nhưng mà người dân Việt Nam còn ích kỷ, chết ai nấy chịu. Vịt chanh chanh, cái đó là chữ ít nha, ít đó, ych ít, còn cái này là ít nhiều, ích kỷ. Bị vì luật không cho về, đến một lúc nào đó TV nghĩ là sẽ về đó. Những người Việt hải ngoại sẽ có một số về đó. Có lẽ là nó chưa đúng thời điểm thôi. Một cái số người Việt mà trở về nước để mà đấu tranh, để mà biểu tình đó. Ở trên đó, ở ngoài nước này nó cũng có nhiều tổ chức, nó cũng tính hết những cái con đường đó hết chứ không phải không có đâu. Cái đó là đấu tranh bất bạo động mà. Bất bạo động thì mình nghĩ mình phải chịu khổ thôi. Mà nó càng đánh mình thì nó càng bị lên án thôi. Nó không sao hết á. Anh em mình ráng chịu đau một tí xíu. Mình đã đi con đường bất bạo động thì cứ bất bạo động. Còn những người mà bạo động á thì họ có quyền, họ làm riêng của họ. Họ làm buổi tối, họ làm lén lút thì cái đó là cái quyền của họ thôi. Mình cũng không cản. Cái đó là coi như cái lòng dân mà. Cái lòng dân mà muốn xử những công an đó thì phải chịu thôi. Mình đâu có cản được. Còn những người mà mình đấu tranh bắt bạo động là cái quyền của mình. Mà cái đó mình thấy rất là nhẫn tâm đó. Người Việt Nam mình hiền, mình chỉ cất lên tiếng nói mà mình bị đánh đập đổ máu. Thấy anh lính cái ông mà bận đồ lính bị đánh te tua hết rồi. Máu đổ ra mà mình thấy đau lòng. Đối với cá nhân thì tại mình ở ngoài mình nói thì nó cũng kỳ. Nhưng mà sự thật ở trong TV không có sợ đâu. Nếu mình hiểu được cái luật của tạo hóa đó. Cái luật của tạo hóa thì sinh lão bệnh tử, cái đó là nó bình thường cái. Thành ra mình đừng nhìn thấy cái đó mình sợ, nó không đúng. Đấy không? Ai cũng phải vượt qua cái chết thôi. Đâu có ai mà vượt qua cái chết được. Thành ra mình biết như vậy thì mình sợ làm khỉ.
mình thấy việc đúng thì mình làm chứ. Chỉ là mình sợ là mình làm những cái điều mà trái á. Còn mình làm mà tốt á thì mình làm điều đúng thì phải nên làm chứ. Bạn có biết chuyện kháng chiến quân Hoàng Cơ Minh không? Thì cái chiều dài đấu tranh thì TV cũng biết cũng khá nhiều. Tuy là TV không có nằm trong tổ chức Việt Tân nhưng mà TV sinh hoạt rất là độc lập. Đúng không? Tại vì cái bản tánh của mình đó, mình không thích cái sự mà mình sợ cái ngồi bút của mình nó không có trung thực. Nó không có trung thực, thành ra mình không thích tham gia tổ chức nào đó. Mình đấu tranh rất là độc lập. Và mình nghĩ đó, rất cần những cái con người mà độc lập. Những cái con người mà độc lập đó, họ có thể họ viết theo cái sự suy nghĩ của họ. Và những cái suy nghĩ của họ đó nó không phải là thiên vị. Cái quan trọng là nó không thiên vị. Cái người bút của mình nó cân tâm. Còn thí dụ mình trở thành một đảng viên của bất cứ một cái đảng phái nào đó, thì cái người viết của mình không có trung thực nữa. Cái tiếng nói mình cũng không có trung thực nữa. Cái tiếng nói mình cũng không trung thực nữa. Nhiều khi mình nói đó là mình phải bênh vực cho cái tổ chức của mình. Nhưng mà tôi biết rất nhiều về kháng chiến quân về Hoàng Cơ Minh chứ, tôi biết chứ. TV biết về anh Võ Hoàng, Hoàng Cơ Minh, rồi Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Định, đại khái những cái người mà TV từng biết, ông Nguyễn Kim Hoàng đấy, Nguyễn Kim Hoàng là tổng vụ hải ngoại đó. Nhưng mà tôi không tin rằng là khủng bố. Không tin rằng là những người đó là khủng bố. Cái giả gì mà ở Texas mà bị chết đó, sau này mà đùng rùm lên đó, là khủng bố Việt Tân rồi khủng bố Hoàng Cử Minh rồi. Tại vì cái thời điểm đó mà bị giết đó, là cái thời điểm đó nó chấn cộng kinh hoàng lắm. Hãy đến nghe cộng sản là thịt liền à. Nó có tổ chức gọi là diệt cộng mà hưng quốc đảng đó. Cái bạn Thanh Ngô với Vịt Trang Trang có biết cái điều đó không? Diệt cộng hưng quốc đảng. Là thời đó tôi biết là ở San Francisco mà có cái ông cộng sản đó, mà khi mà bị giết xong rồi nó để lại bức thư đó là cho biết là người thi hành bản án là diệt cộng hưng quốc đảng. Mà bây giờ người ta không biết là cái tổ chức đó như thế nào nữa, mà biết bao nhiêu, rất là nhiều người bị giết vì cái diệt cộng hưng quốc đảng đó. Là cái ông mà ra cái tờ báo mà Cái Đình Làng ở San Francisco đó. Mà làm như cái miệng mình bây giờ làm như nó yếu đi nha. Cái lưỡi mình nó làm như nó hơi cứng cứng nè. Thành ra mình nói hai biểu liếu lưỡi kỳ quá. Lớn tuổi rồi. Tiêu rồi. Vậy là làm sao? Làm sao mà mình tiếp tục mình nói được? Mà nói chứ ngay nãy giờ mình nói là 1 tiếng 40 phút rồi. Thành ra đúng rồi là mình
mình mệt là vậy đó. Nhưng mới qua từ mới đây mà đã 1 tiếng 40 phút rồi. Quá sức trời luôn. À, bạn Thanh Ngô với Vi Chân Chân có muốn mình chia sẻ gì vấn đề nào không? Đánh tách chat. Tôi có bạn thân từ trong chiến khu trở ra và đến Hoa Kỳ, có tâm sự là rất buồn khi thấy bối cảnh ở ngoài. Đối với TV thì nó bình thường lắm, tại vì TV tham gia vào cái cuộc đấu tranh này đó là 40 năm rồi. Cái xã hội dân chủ nó vậy. Xã hội dân chủ nó khác với cái xã hội mà cộng sản. Thành ra mình khó mà mình thống nhất ý chí được. Mình khó mình thống nhất tất cả mọi người đều phải tuân thủ một cái lệnh của cái người mà chỉ huy đó. Thì mình sẽ làm được nhiều việc lắm. Nhưng mà khi mà mình làm được như vậy đó thì nó khổ, cái quốc gia mình sẽ bị độc tài. Thà là mình kiên nhẫn, mình chậm bước, nhưng là cái cuộc chiến thắng của mình đó, nó huy hoàng hơn, nó đỡ tốn xương máu hơn, nó từ từ như vậy đó là nó tốt hơn. Nó tốt hơn mà dục tốc bất đạt. TV nhìn thấy điều đó, TV muốn cái cuộc chiến thắng nó đừng có quá đổ máu. Cái chiến thắng quan trọng nhất đó là cái chiến thắng tư tưởng. Bất cứ người Việt Cộng nào, mình thay đổi cái tư tưởng của nó là mình chiến thắng. Chứ không phải mình đập nó bể đầu rồi mình chiến thắng. Thấy không? Là khi mình làm cho nó vứt bỏ cái tư tưởng cộng sản rồi là mình chiến thắng. Thì cái cuộc chiến thắng này đó nó rất là huy hoàng. Và nó không hủy hoại con người, nó không hủy hoại xương máu, và nó mới vực dậy cái đất nước của mình được. Cái đất nước mình mới phát triển nhanh chóng được, mà mình không còn cái kẻ thù nữa. Mình chiến thắng bắn thắng bằng cái tâm não của người cộng sản. Người cộng sản đó họ vứt bỏ đi cái tư tưởng cộng sản là trở lại thành cái người Việt Nam của mình. Đó. Thành ra đó, cái chuyện này mình chiến thắng về tư tưởng nó dài lâu lắm. Nhưng mà nếu mà mình cứ kiên trì đó, mình nói riết là họ phải thấy đúng thôi. Ở ngoài này mình học hỏi rất là nhiều. Mình học hỏi về cái tư tưởng tự do. Mình biết một cái xã hội nó văn minh. Nó có đủ thứ cái con quyền của con người hết. Thí dụ ở bên đây mà mình đi ăn nhà hàng, cái mình thấy nó có con ruồi là chỉ cần mình nói một tiếng thôi là nó sợ thấy bà đi. Nó đưa tô khác rồi nó còn tặng free này nọ nữa. Nên thí dụ gì đó. Chứ không phải như Việt Nam đâu. Việt Nam là nó khác rồi. Ở đây mình chỉ cầm cái phone thôi, mình gọi cho health department đó là nó giúp đỡ mình ngay. Hoặc là mình gọi báo chí rồi nữa, mình than phiền thôi là cái tờ báo nó đưa lên rồi là có người giải quyết cho mình hết. Bởi vì xã hội người dân chủ là vậy. Mà cái dân chủ thì nó quá nhiều ý kiến khác biệt. Quá nhiều ý kiến khác biệt thì làm sao mà nó tổng hợp sức mạnh được? Nó không thể nào tổng hợp sức mạnh được hết. Nó không thể nào mà cả một chục nhóm rồi nó gom lại thành một nhóm rồi để mà chiến đấu với cộng sản được. Nếu vậy thành ra là độc tài chỗ với độc tài.
Thành ra cứ cái con đường này nó dài vậy, nhưng mà nó chắc chứ, hiểu không? Và mình nhờ đó là hệ thống internet, mình nhờ ở Facebook, và những cái tin tức sự thật nó lan truyền bằng cái tốc độ là chóng mặt luôn. Bởi vì TV nói đó, mình ăn cái bánh đó, thì mình chia ra, mình chia cái bánh ra 4 người, mỗi người một góc bánh, cái bánh nó mất rồi, nó vô trong bụng mình mất rồi. Còn cái information á, mình một người mình chia sẻ ra 4 người, rồi 4 người đó nó chia sẻ ra 16 người, nó đi bằng con cách số nhân đó mà quý anh chị em nó ít có để ý. Và khi mà cái tin tức đó mà nó loan truyền theo cách số nhân đó, quý anh chị em nghĩ như thế nào? Cái thời gian nó đó, nó đủ để nó lật đổ thằng cộng sản. Thí dụ á, nó đi nó cái tin tức mà nó loan truyền theo cách số nhân như vậy đó, những gì TV phát biểu phải không, người ta đó cũng bắt chước những gì TV phát biểu để mà tạo thành cái cách số nhân của cái tin tức. Giống như Thùy Dương phát biểu, TV bắt chước theo Thùy Dương, mình phải đấu tranh như vậy, thì tự nhiên một tiếng nói mình đi loan tỏa ra 10 người, 1.000 người, đúng không? Thì tự nhiên là cái information nó đi rất là nhanh, nó đi theo cách số nhân. Thành ra cách số nhân mà nó đi thì trong vòng, bởi vì nó nói trong vòng 1 năm, cỡ khoảng trong vòng 1 năm nay nữa là nó đủ tới quá bán rồi, là thằng cộng sản nó sụp đổ rồi. Cộng sản nó chịu không nổi, nó đi cái tin tức nó đi theo cách số nhân làm sao chịu nổi. Quý anh chị nhớ mà mình học về toán học đó, khi mà cái ông tướng đó ổng là thắng biết bao nhiêu trận, cái nhà vua đó mới nói rằng người có công lớn lắm, người ta sẽ thưởng cho nhà vua, nhà ngươi bất cứ điều gì ông muốn, cái gì tôi cũng thưởng cho hết. Thì cái ông tướng đó, ổng cũng là nhà toán học, ổng tại vì ổng đang đánh cờ với vua mà vua muốn khen thưởng đó, cái ông nói tôi không có cần gì đâu, nhiều đâu vua ơi, tôi chỉ cần một hộp gạo thôi, hiểu không? Mà trong 64 ô cờ của vua đó, cái một hộp gạo là một ô đó, thì một hộp gạo, nhưng mà cái ô thứ hai thì 2 hộp gạo thôi, hiểu không? Rồi ô thứ ba thì 4 hộp gạo thôi. Cái ông vua nói chợ mày đâu có, mày đâu mà cần gì ít quá vậy, thưởng gì mà ít quá vậy? Tại vì ông vua ổng không biết về cái cách số nhân, mà cái đó nhân đôi thôi đó, cái nhân đôi đến nỗi mà cả kho gạo của thế giới cũng không đủ nữa. Cả kho gạo của thế giới bao nhiêu năm cũng không đủ. Nó lên tới con số kinh hoàng như vậy, hiểu không? Nó nhân 2 nhân 2 mà 64 lần như vậy đó. Hai lần mà lũy thừa 64. Một con số lớn kinh hoàng luôn, mà đến cả thế giới này cũng không có đủ gạo. Nó hàng tỷ 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 hạt gạo, không có cách gì mà nhà vua có đủ hộp gạo để mà cho cái ông, để mà thưởng cho cái ông tướng. Thì cấp số nhân nó đi nhanh như vậy. Thành ra TV ngồi nhỉ, mình nó truyền bá những information nó đi nhanh lắm. Thí dụ
TV mới vừa post cái mà nói chuyện lần đầu tiên đó, 27.000 người vào đó, rồi TV gửi lên trên các nhóm nữa, trời ơi, nó lan tỏa ra, nó gần như là biết bao nhiêu, nó lên sẽ lên đến mấy chục ngàn người, rồi người ta lại chia thêm nữa. Thí dụ người ta thấy những cái bài đó hay, người ta chia sẻ thêm nữa, nó đi khắp nơi hết đó. Và cái Facebook nó bây giờ nó có cái vấn đề mà trực tiếp như vậy đó, nó quan trọng vô cùng đó. Thành ra TV sẵn sàng gọi là chấp nhận gọi là chứ sự thật người ta không biết Mỹ Linh Nguyễn là một người đàn ông đâu, thấy không? Mà TV giấu cái nick này đó, giấu cái nick Mỹ Linh Nguyễn này là từ hồi năm 1995 là đã bắt đầu rồi. Bắt đầu TV viết những cái bài đó là kêu gọi ông Võ Văn Kiệt đó. Võ Văn Kiệt là Sáo Dân đó, viết những cái bài Sáo Dân đó để mà phản đối ổng đó, mà ổng trả lời không được luôn đó. Tại vì ông Sáo Dân đó, ổng có một cái email riêng của ổng, mà ổng thách thức là ổng cần cái gì thì nói với ổng. Bởi vì TV có cái email đó, rồi TV viết thẳng cho ổng, rồi trả lời qua lời, rồi chất vấn ổng, ổng chịu không nổi luôn. Là lúc đó là hồi năm 1996 lần. 96 nó đâu có mà cái kiểu mà internet gì, nhanh như gì đâu. Nó phải dùng modem. Cái modem nó 1200 baud nó chậm ghê lắm. Mới đầu là 300 baud thôi, sau này nó 1200 baud, rồi sau này nó mới có modem 2400, rồi modem 3600, rồi modem 4800, rồi modem 9200, rồi modem 1.4. Nói thiệt á thì TV cũng đã học xong bằng cử nhân về computer. Thành ra TV là làm nghề sửa máy với bán máy computer đó. Thành ra TV rành về toán một tí. Mà thời đó không có ai tưởng tượng cái computer mà đi nhanh như vậy. Người ta cũng đã dự trù trước là mình nói chuyện qua cái màn ảnh luôn, hai bên nói chuyện qua màn ảnh luôn, dùng cái phone vừa nói chuyện mà vừa nhìn mặt nhau luôn. Và đến lúc là nó xảy ra thôi, ngộ đó. Những gì mình nói chuyện thì cũng ba bốn người không hơn được, hoàn toàn không hơn được. TV không biết có đổi người cũ không. Hiện giờ mình có bao nhiêu người ở trong đây đánh máy giùm TV đó? Nhiều khi chỉ thích nghe thôi, chứ không có thích gần cái máy. TV hiểu rồi. Hồi xưa chơi bao tốt cũng vậy đó. Mà lúc đó mình còn trẻ nè, cách đây là mười mấy năm rồi, mình còn trẻ đó. Thành ra một ngày đó mình làm MC cho tới 12 tiếng luôn. Mà cái thằng Việt Cộng nó không hiểu. Nó không hiểu là nó cứ nghĩ là mình hỏi làm MC là mình có tiền, hoặc là mình viết bài là mình có tiền, được thằng Mỹ nó trả tiền. Không biết nó, không biết tại sao nó bị đầu độc cái kiểu đó nữa. Nó cứ được đầu độc danh cái kiểu đó. Nó cứ nghĩ là viết bài là trả tiền. Không hiểu nổi cái chế độ cộng sản đó. Lúc đó mà dùng mô đầm nữa hả? Ở nhà thì mình dùng bây giờ đâu có dùng mô đầm nữa.
bây giờ dùng là toàn là cái kế bộ hoặc là satellite thôi, đâu còn ai dùng mẫu đầm nữa. Bởi vì cái bộ với satellite nó giống đi giống như là light speed. Bây giờ có 7 người rồi kìa, mong quý anh chị chia sẻ nha. Đi hết trơn rồi. Thì nghe nghe một bản nhạc đặc biệt nữa nha. TV có nhiều bản hay lắm, quý anh chị nào có muốn nghe thêm nhiều bản hay không? Đang lắng nghe hả? Ồ, có nhạc sĩ Minh Tân. À, cảm ơn bạn nhạc sĩ Minh Tân nha. Để TV cho cái một cái bản nhạc khác nha. Bản nhạc này bầu sữa tự do chắc là hay nè. Nãy giờ anh em chúng tôi tâm sự về cái vấn đề mà đấu tranh về cái quyền biểu tình, việc bước sang lang mang qua Hồ Chí Minh. Tiếng dân oan đi, tiếng dân oan chắc cũng được, tiếng dân oan cái nghe cũng hay. Đang lên là tiếng dân oan. Dân ngoan đang
lục pháp khép tôi dân ngoan, tiếng dân ngoan vang khắp trời, giới lãnh đạo không chứa tình người, đời ngược ngang đòi công lý là phản đồng tôi danh, đời ngược ngang đòi công lý là phản đồng hai dân. Bây giờ coi nghe 23 năm qua rồi. Cái này là 33 năm mà trời. 33 năm trời qua, ta lắng nghe lời giao giảng của thầy. 33 năm chẳng trôi, ta lê đôi nàng gốm viết du đời. Đoạn cuốn ngày nào, ai tự quyết lúc lâm chung. Một người bàn hiền buông chai phá chân nhiên cầu. Ai đi qua quang trời sâu, ta lê thân bên quãng đời buồn. Ai thêm thang qua bề đông, ta vui thầm năm tháng cho nhau ly nước mắm của quê nhà, đưa tay mong nhận tình yêu kia đang ép việc giữ nghĩa chung tình, nhành hoa tình thương chia một chốn kiếp thê lương, đành phần mù loà đau lưng vỡ nghĩa kiêu hùng. Yêu gọi nhau, ai bâng quăng lên phía hè buồn. Nay non sông phần chúng, ai ơi ghi chép lấy vợ thùng. Ba mươi ba năm trời qua, ta lặng nghe lời giao giảng thua thành. 33 năm chẳng trôi, ta lê đôi nàng gốm viết du đời. Đoạn cuốn ngày nào, ai tự quyết lúc lâm chung. Một người bàn hiền buông chai phá chân nhiệm cầu. Ai đi qua quãng trời sâu, ta lê thân bên quãng đời buồn. Ai thênh thang qua bề đông, ta vui thân năm tháng tù đầy. Một giờ rồi. Thà rằng cuộc chết mắt trong rừng sâu cùng bạn bè. Thà rằng nghe bản nhạc nữa nha, nghe bản nhạc thì mình chấm dứt nha, lâu quá rồi, 2 tiếng rồi, nãy giờ anh em mình nói chuyện 2 tiếng rồi, nha. Thêm bản nhạc Bầu Sữa Tự Do. Chắc là mình phát vào buổi sáng á. Mình vào buổi sáng thì mới đông. Dạ,
chào bạn Ngô Ngô Thanh và chúc bạn vui vẻ không. Dạ cảm ơn bạn. Dì dâu bầu sữa tự do, con ơi mẹ đã cạn rồi. Âu ơ ấm no hạnh phúc, mẹ biết tìm đâu. Dì dâu bầu sữa tự do, mẹ ơi con đã khát rồi. Âu ơ mẹ ru con ngủ, ngủ trong đọa đầy. Âu ơ mẹ ru con ngủ trong khát khao tự do. Cái bản mà hồi nãy mà bạn hồi nãy bạn nói đó, tôi mới post lên đó, cái bản mà dòng máu lạc hồng hay đó. Cái bạn mà trăng trăng đó, cái dòng máu lạc hồng đó, tôi post lên rồi đó, để ý nha. Bây giờ có cần thêm bài hát nào nữa không? Có từ từ rồi mình liên lạc rồi mình chuyển cho nghe. Thôi mình kết thúc ha quý anh chị em ha, mình kết thúc là cảm ơn quý anh chị em đã tham dự ha.